Mới đây, một đoạn MV ngôn tình của Chipu và Amber đang trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng Trung Quốc cho thấy Chipu bỗng biến thành nàng công chúa, đẹp không tì vết, còn Amber thì trở thành hiệp khách lãng tử đầy ngọt ngào. Tham gia đạp gió 2013, Chipu thường xuyên được cư dân mạng Việt và Trung đẩy thuyền với Amber, do cả hai có tương tác tốt ở trong chương trình và có nhiều thiện cảm với đối phương. Netizen mới đây còn tặng cho Chipu và Amber một MV ngôn tình sướt mướt chỉ từ việc cắt ghép các cảnh ở các MV của hai nghệ sĩ cứ phải nói trình độ của các pháp sử đã đạt tầm đỉnh của chóp. Trong đoạn MV ngôn tình này, Chipu được biến thành công chúa và đóng cặp cùng Amber, tạo nên những khoảnh khắc lãng mạn và đầy cảm xúc. Các fan hâm mộ Trung Quốc đang rất nhiệt tình đẩy thuyền cho cặp đôi này và mong muốn họ sẽ trở thành đôi tình nhân thực sự trong đời thường. Tuy nhiên, điều đáng nói là trình độ cắt ghép của các pháp sư Trung Hoa trong đoạn MV này đã đạt đến tầm cao mới. Bằng việc ghép các cảnh từ các MV của hai nghệ sĩ, các pháp sư đã tạo ra một bộ phim ngôn tình đầy màu sắc và sức hút. Đây là một trong những MV ngôn tình được yêu thích nhất hiện nay và thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Những khoảnh khắc ngọt ngào và đầy cảm xúc của cặp đôi Chipu và Amber đã khiến người xem phải thấy ảo diệu, đắm chìm trong tình yêu và sự đam mê. Chipu và Amber là hai nghệ sĩ được yêu thích nhất trong làng giải trí Trung Quốc và Việt Nam. Họ có một tương tác tốt trong chương trình Đạp gió 2013 và đã trở thành đôi bạn thân đáng yêu của nhau. Tình cảm của họ càng được khán giả yêu mến và mong muốn họ có thể sẽ là một cặp trong tương lai. Trước đó, mạng xã hội đã bùng nổ với những cuộc tranh luận về việc Amber và Chipu sẽ cùng biểu diễn trong đội nhóm thứ hai. Chipu đã khẳng định rằng người bạn thân của cô sẽ chọn cô, tuy nhiên, nàng tomboy lại thay đổi quyết định vào phút cuối, khiến mọi người đều bất ngờ. Trong khi đó, Chipu cũng không ngại ngần bày tỏ niềm tin rằng người bạn thân của cô sẽ chọn mình để cùng nhau biểu diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ được rằng, nàng tomboy này lại quay xe phút cuối và lựa chọn đội khác, khiến mọi người đều bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này. Sự việc đã gây ra nhiều tranh cãi và phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số người bày tỏ sự thất vọng và không hài lòng với quyết định của Chipu, trong khi đó, những fan hâm mộ Amber lại cảm thấy vui mừng khi thần tượng của mình được lựa chọn để cùng đội với một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của showbiz.